Ok, em Hoàng Anh nhé Xin chào tất cả anh em, xin chào tất cả các bác Chào mừng tất cả anh em và các bác đã quay trở lại kênh uh, youtube giới thiệu sản phẩm của em Đấy thì uh, tiếp tục chương trình uh, giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay Thì em lại có một cây là cây FX uh, Quy Sói Đấy, Mili Đấy, mang đến uh, gửi đến cho anh em để cho anh em tham khảo Đấy, cây này thì uh, dành cho những uh, anh em nào mà thích uh, cấu hình ngắn gọn này Cấu hình ngắn gọn này Với em uh, cự ly là 50-60m này Đó, thì anh em uh, thì anh em uh, tham khảo nhé thế thì uh, sau đây thì em cũng uh, xin nói chi tiết về cây uh, củi luôn. đấy sau đó thì em sẽ nói về cái cách thức mua bán và giao dịch sau. đấy đầu tiên thì là combo quy. đấy thì combo quy thì em cũng, uh, cũng không giới thiệu sâu. Đấy, em chỉ nói là combo quy sói này, đấy màu bạc. đấy quy này thì bên em là có hai màu nhá, một màu uh, đen và màu bạc. Đấy, anh em mà thích lắp màu nào thì em sẽ lắp cho anh em màu đấy. những cái video trước thì em nói rất chi tiết về bộ quy này rồi đấy thì cho lên video này em chỉ làm một cái video ngắn thôi đấy, để cho anh em tham khảo thôi đấy kết hợp tay cầm kết hợp combo quy kết hợp tay cầm nhựa nhé cứ gấp vuông bán là bán chữ ợ à, bán chữ l nhé đấy, thì à, à, cây này mili cho nên là em lắp cái bán chữ l nhìn nó cũng tương đối là gọn đấy nhìn cũng rất chi là đẹp nha các bác nhá thì à, kết hợp với bộ hơi bộ hơi thì cây này em đang sử dụng là van là van cricket đen bản dài bảo của công ty Huben đấy, kết hợp với nó là cái khớp của Ricket Z1000 đấy bắn cực kỳ là tiết kiệm hơi luôn các bác nhé nó rất chia tiết kiệm hơi <laughs> đấy van này thì bảo hành cho anh em chơi trong vòng 6 tháng lỗi một đổi một nhé lỗi đổi trả không sửa nhé đấy kết hợp với van và khớp thì em đang lắp cái bình là bình nhôm đi tròn 0.25 Đấy, bình nhôm đi tròn đây cũng cực kỳ là đẹp luôn đấy, lắp cây củi rất chi là gọn các bác nhé Đấy, dành riêng cho những anh em nào mà thích uh, cấu hình ngắn gọn. Đấy, beam ly 50, 60, 70 mét <laughs> Thế thì tiếp đến thì về lòng. Lòng cây này thì em đang sử dụng uh, lòng uh, TK công 10 khung vuông nhá. Đấy, cành này thì uh, cây này thì em cũng uh, lắp cho khách thôi. Đấy. Thì uh, anh khách anh yêu cầu càng ngắn gọn càng tốt. Đấy cho nên là em lắp cái lòng này là lòng uh, uh, 8 inch Đấy, 8 in nhá các bạn nhá. Đó, lòng 8 inch cực kỳ ngắn gọn luôn lòng này chỉ rơi vào 20cm thôi Đó. cấu hình cực kỳ ngắn gọn đấy cành TK xịn nhé bán cự ly 50 60 đấy là anh em có thể là bem là vụt mồi là thoải mái rồi đó cực kỳ là ok luôn đấy ngắn gọn <laughs> đấy kết hợp với cái lòng thì em đang lắp là giảm thanh đấy giảm thanh là giảm fx ôm cành đấy chuyên dùng cho fx Đấy, anh em có thể lắp cấu hình dài nhé tùy theo nhé Đấy, bên em mà nhận uh, lắp đặt cấu hình uh, tất cả mọi cấu hình đấy anh em lắp cành dài đấy, giá nó cũng cũng vẫn thế nhé các các bác nhé giá không thay đổi nhé đấy, lắp cành cành ngắn giá cũng vẫn thế đấy đều mất công đi tiện cả đấy, thì cuối cùng về kính kính cây này thì em đang sử dụng cho kính uh, max amg uh, thông số của nó là 3 nhân a 28 ir nhé có đen hồng tâm hai uh, màu xanh đỏ 5 chế độ sáng nhé Đấy, có đèn hồng tâm, kính này thì kính uh, Mili cũng cực kỳ led luôn. Đó. Anh em nào mà chưa tham khảo tâm thì có thể vào 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 kênh em. Đấy em cũng đã làm cái video kính uh, tâm, kính con uh, AMG này rồi nhá. nó cực kỳ led luôn. Cực kỳ là đẳng cấp kính Mili. Đấy thì uh, em có hai số điện thoại đây. Anh em mua bán và giao dịch thì cứ liên hệ cho em qua hai số điện thoại đây. hai số này thì đều có Zalo, anh em cứ cứ kết bạn qua Zalo gia... không tiện gọi điện thì cứ kết bạn qua Zalo cho em. Đấy, hoặc là anh em có nhu cầu mà lắp cấu hình như nào đấy thì anh em cứ cứ gọi điện hoặc là kết bạn qua zalo cho em em sẽ tư vấn trực tiếp cho anh em nhé đấy, thì uh, cách thức mua bán vào dịch thì bên em cây này thì có hai hình thức ship uh, ship cod và gửi xe đấy, ship cod thì uh, cây này em sẽ chia ra làm hai đơn đấy, các bác nhận hàng được kiểm tra hàng đúng hàng thì các bác thanh toán còn hình thức thứ hai đó là gửi xe đấy, gửi xe thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh em là lắp nguyên cây như này đấy, căn chỉnh test chuẩn luôn cho anh em nhé Đấy, khi em đi test thì em sẽ 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 làm cái video test thực tế cho anh em đấy để sau đó em sẽ gửi qua zalo cho anh em để cho anh em yên tâm về sản phẩm mình đặt bên shop nhé đấy thì đây là hai hình thức mua bán giao dịch đấy thì video thì cũng mong anh em đón nhận cho em xin một nút like một nút đăng ký kênh cũng như là nhấn vào nút chuông để liên tục được cập nhật những sản phẩm tiếp theo sẽ gửi đến cho anh em nhé đấy rồi xin chào tất cả anh em và các bác hẹn anh em và các bác ở trong cái clip tiếp theo